Lật Mặt 6 đạt gần 250 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu. Bộ phim của Lý Hải dẫn đầu doanh thu phòng vé trong 2 tuần liên tiếp. Chiều ngày 15 tháng 5, Lật Mặt 6 đạt gần 250 tỷ đồng. Chiều ngày 15 tháng 5, Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh ghi nhận mức doanh thu gần 250 tỷ đồng sau hơn 2 tuần phát hành, theo thống kê từ Box Office Việt Nam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập. Một tuần qua, doanh thu của phim có dấu hiệu chững lại, không khuynh đảo phòng vé như những ngày đầu. Tuy nhiên, với hơn 2.600 suất chiếu trên ngày, Lật Mặt 6 vẫn mang về hơn 50 tỷ đồng trong tuần qua. Theo giới quan sát, khả năng trụ dạp của Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh vẫn mạnh mẽ. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, Đứa Con Tinh Thần của Lý Hải có thể chạm mốc 300 tỷ đồng sau khi rời rạp. Thành tích của Lật Mặt 6 giúp thương hiệu hành động của Lý Hải nâng tổng doanh thu gần 800 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, Lật Mặt là series điện ảnh Việt có tổng doanh thu cao nhất từ trước tới nay. Đối thủ đồng hương của Lật Mặt 6 là Con Nhóc Mốt Chồng, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, ghi nhận mức doanh thu hơn 71 tỷ đồng, giữ vị trí thứ 3. Sau hơn 10 ngày công chiếu, Vệ Binh Giải Ngân Hà 3, tựa gốc Guardians of the Galaxy Vol. 3 đạt hơn 42 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày, tác phẩm bán được hơn 8.000 vé và mang lại 3,5 tỷ đồng doanh thu. Việc Vệ Binh Giải Ngân Hà 3 không có thành tích quá ấn tượng tại phòng vé Việt là điều dễ hiểu. Thời gian qua, dòng phim siêu anh hùng đã kém hấp dẫn với khán giả trong nước. Một số tác phẩm khác như Avenger, Endgame hay Avenger, Infinity War cũng không khả quan về phòng vé khi khởi chiếu tại Việt Nam. Spider-Man, No Way Home là bộ phim hiếm hoi cán mốc doanh thu trên 100 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Cuộc đua phòng vé trong nước có thể thay đổi cục diện từ ngày 19 tháng 5 khi Fast X đổ bộ. Bom tấn Fast X viết tiếp câu chuyện của Fast và Furious 9, huyền thoại tốc độ 2021. Đây là phần phim thứ 10 trong mạch truyện chính, đồng thời là phần phim thứ 11 trong thương hiệu Fast và Furious. Dự án quy tụ những diễn viên tên tuổi như Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, John Cena, Jason Momoa.